Hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đối tượng giả mạo các thương hiệu dầu khí như Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOil, Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí PVEPSICO để đăng thông tin tuyển dụng trên các fanpage nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người ứng tuyển. Các fanpage giả mạo được các đối tượng lập ra nhằm thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu tìm việc làm, sau đó kết nối các nạn nhân vào một nhóm đã lập sẵn trên Facebook. Người ứng tuyển được hướng dẫn vào đường link để đăng ký tài khoản và nộp tiền theo yêu cầu, kèm theo lời hứa sẽ nhận lại được tiền gốc và có lãi suất khi tham gia nhiều lần. Theo đó, phía đại diện PVGas khẳng định các trang fanpage đều là giả mạo, đơn vị không có liên quan và không chịu trách nhiệm cho hoạt động của các fanpage. Khi có kế hoạch tuyển dụng, PVGas sẽ đăng tin chính thức qua kênh tuyển dụng của các đơn vị cung ứng dịch vụ hoặc website chính thức, chứ không đăng tuyển qua các trang mạng xã hội.